cái nền của mình á là nó nằm ở cái mặt sau nè, đây là mặt trước nè, mặt trước của chợ đen nè, nó nằm ở cái mặt nó quay vô trong á, là mình đi thì mình đi cái đường này nè, đó đường này quẹo qua nó quay vô trong đó, nó nằm như cái như cái nhà này nè, đó nó quay mặt vô trong, còn cái nhà này quay mặt ngoài, mặt ngoài này là mặt đường chợ Gò Đen. Cái đường này thì nó đối diện với cổng trường cấp 3 Gò Đen, đây trường cấp 3 Gò Đen đối diện luôn. Đi vô đó bỏ căn nhà đầu ra căn nhà sau, cái là quẹo vô vài căn tới, còn đây chợ Gò Đen đây đó, chợ Gò Đen kế bên. Rồi bây giờ Văn Thanh qua bên mé này để Văn Thanh quay vô nha. Cái đường này là đối diện với trường cấp 3 Gò Đen nè. Ở đây đi chừng 200m ra tới chợ Gò Đen nè, ngay showroom Phước Thịnh nha, ngay B Coffee nha, ngay hội ngộ BBQ nha. Giờ từ đây Văn Thanh sẽ quay vô tới cái nền cho bà con mình tham khảo. Năm 21 nha, đang 2.9 chốt kèo á, bớt cái chừng 50 triệu lấy lộc. Nằm ở lô sau nha, đi qua cái căn nhà đầu này bọc ra lô sau. Tới B Coffee quẹo phải nè. Đây B Coffee quẹo phải nha, tới đây quẹo phải. Qua cái neo spa, qua cái nhà lầu này nè, nhà lầu 2 tấm này nè, qua đây bỏ hai căn tới nền thứ ba là của mình. Văn Thanh diễn tả cho bà con mình dễ hiểu nha. Cái nhà lầu đó bỏ đi, bỏ nền thứ nhất, bỏ nền thứ hai, nền mình thứ ba nha. Rồi còn nếu tính từ cái nhà trọ này nè, nhà trọ này mình bỏ nền thứ nhất, nền mình thứ hai đây nha. Nhà trọ này bỏ ra 5m, 5m là một nền, nền mình là nền thứ hai nha, là 10m. Năm 21 đây có lề có lối riêng hết rồi, có đường luôn. Đường ở đây thì mấy ông dự án ổng bên đoạn này mấy ông chưa có làm nha, đây dân mình tự người ta đổ bê tông riêng của người ta thôi. Chốt kèo 2.9 bớt lọc nhẹ nha. Ở đây thì gần kênh, gần rạch bờ cua nè, kế rạch bờ cua. Ở đây thì bà con mình về để ở khỏi sợ vấn đề thoát nước nha. Đây mình xây được một tấm hai tấm luôn, về đây sẽ được hai tấm. Đây nè, kế rạch bờ cua nha, gần rạch bờ cua. Thì đây thì thoát nước thoải mái luôn. Rồi ai cần liên hệ Văn Thanh nha, số điện thoại 078 666 8368.